Chào các bạn nha. Này đơn anh khách các bạn. Cái này thực ra là trước đây cũng có một khách đã chế đóng mở cửa các bạn. Mỗi cái hành trình là khoảng 500 ml nha. Thì là cái cửa này mở ra được 1 m nha. Cái này thì anh có thể nối dài ra tới cái vị trí cần sử dụng nha. Đóng mở nha. Đóng mở. Ok, cái này kèm nguồn, kèm các kiểu nha. Tặng thêm cho anh một cái tay điều khiển nha. Về anh có thể xài độc lập hoặc là xài giống như em đang đấu nha. Đó, tùy anh.